có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Và em tình yêu đôi lứa là những gì thật tuyệt vời, thật ấm áp trong lòng của những ai đã yêu, đang yêu và ngay cả không còn yêu. Như một thi sĩ tiền chiến đã từng viết, vì nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Phải nói là anh cũng rất là vui là bởi vì thật sự ra đó, cái ý tưởng của nhạc sĩ Trúc Hồ là gì? Là hoài niệm, trở lại, giúp mình trở lại để nhớ lại những khoảng thời gian mà có lẽ là có lẽ khán giả cũng đồng ý rằng là khi mình nghe một bản nhạc nào đó nó kéo mình trở về ở một cái thời điểm nào đó trong quá khứ mà mình đã từng nghe bản nhạc này. Tình yêu có đầy đủ hương vị cay đắng, ngọt bùi trong tâm hồn của những người đang yêu. Nó có thể làm ta say, làm hồn ta ngất ngây. Nó có thể đưa ta vào mộng khi đưa 10 ngón tay lên trên mắt để nhìn thấy em trong kẽ hở du dương. Thế nhưng tình yêu cũng có vị đắng của nó. Đây là một cái chương trình rất là công phu, rất dày dặn, rất công phu, bởi vì rất nhiều các nghệ sĩ của SBTN, từ ban kỹ thuật, ban tâu hình, tất cả mọi thứ gần như là phải làm việc gần 4-5 tháng này, rất là cực, suốt đêm gầy dựng, làm việc tới 3-4 giờ sáng để có được cái chương trình này, để đưa khán giả trở về, bước trở lại một lần về lại quá khứ, để tìm lại cái thời gian mình. Trong chúng ta, ít nhất cũng có một lần một mình lạc bước cô đơn. Hãy một lần bước về dĩ vãng với chương trình Những Ngày Xưa Thân Ái để tìm lại tuổi xanh của ngày nào bên em ta hát khúc mong chờ. Khi hoàng hôn nó xuống tới cái mái tóc chúng ta rồi thì cái tương lai chúng ta sẽ còn không nhiều. Tương lai cái đó là sẽ là con cái của chúng ta, cháu chắt của chúng ta. Cho nên đây là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta hồi tưởng lại cái gì đã qua, để mà chúng ta kể lại cho con cháu chúng ta nghe, để chúng nó có thể bước tới trong một bước tương lai của mình. Đó là lý do tại sao mà có cái chương trình Những Ngày Xưa Thân Ái. Tất cả được thực hiện rất công phu từ mặt kỹ thuật đến nghệ thuật của các anh chị em nghệ sĩ SBTN trong nửa năm qua, để mỗi bản nhạc, mỗi một phong cảnh là một chương trình phôi pha ngày nào nay tái hiện lại trước mắt chúng ta. Xin hãy pre-order DVD hoặc Blu-ray trên trang nhà sbtn.tv hoặc sbtnhomeshopping.com. Quý vị có thể gọi 888-500-2018 để order. Xin cảm ơn quý vị. Để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi.